Đồn biên phòng Ba Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện và kịp thời thu dung 23 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về Việt Nam. Những người này nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 1193 thuộc xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc bị Tổ công tác đồn biên phòng Ba Sơn tuần tra phát hiện vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1. Đây là những công dân thường trú tại nhiều tỉnh thành phố, từ Cao Bằng đến Quảng Bình đã sang Trung Quốc làm thuê. Nay đến dịp cuối năm nên nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết. Đồn biên phòng Ba Sơn đã tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đi cách ly theo đúng quy định.